về nhà giá hơi vợ giá hơi con xíu là ní nhưng mà quay về bánh cuốn á cho họ xem trắng về nhà thì giá hơi vợ thì con nhé con thì người ta không bao giờ theo đâu không dạng con đi theo đâu ngon mà có thế sao ngon không ngon tao mấy mấy cái đi đến mẫu giáo về rồi quay về đây tao mới ăn à hả nhìn ngon hết nhỉ sao ngon ngồi im đi đi chứng đi thắm thuốc chứng khổ chứng phèn ai dạ Vân không ừ Vân không nó còn nè nọ về phát ở đây đây rồi nọ giờ bây giờ phân lai quả gì thương ạ để cái cắm nấm thôi nhỉ ăn mưa chiếc sang quân phố nữa nè. Ờ. Nhưng mà như không? Không mày phải lên hết không ta? Nhưng mà tên nó lẻ tôi biết. Ờ nhưng mà nhiều quá rồi. Tôi biết à? Ờ thế chị để đây là tên nữa em đi dạo về xong này em đi vặt của em nữa ra có bình. Ờ rô, ta tưởng là mày lấy đi theo cho tao. Bán ở cây nắng thì mới đưa cái con bảo được. Chờ mày ta không biết đi tao bình nó lỏ hay cả. Tôi giao rồi. Cân hiếp chứ. Mẹ gì ra cái mẹ gì nó nghe nhiêu cái ba mươi mấy cái này bao là mấy cái gì có cái gì khó